treo ngồng ngành. Con mỏ đèn này to lắm anh ạ. Cái lưới sử dụng đánh là cái... Chào toàn thể các bác làm thợ đánh xuyên đêm nhá. Buổi sáng thì ra soát lưới bản đánh cò trắng anh ạ. Con mỗi con cò đi đâu. Chiều qua được con này được con anh ạ. Treo ngồng ngành. Con mỏ đèn này to lắm anh ạ. Cái lưới sử dụng đánh là cái lưới mắt 8 phân sợi cước, lưới mắt 12 phân anh ạ. Đấy, và sợi cước là 20. Dòng này thì chuyên cò trắng đi đêm. Đấy, cũng như là vạc, diệp. Mô hình đánh thì anh em chỉ cần làm ít cò sốt rồi thôi. Loại chân đen mỏ vàng này, kiểu cò nghinh nhỉ. Đấy, còn lại anh em nào chưa có tiếng cò đánh đêm thì cần hỗ trợ thì liên hệ. Tiếng cò đánh đêm này thì sử dụng bằng cái tiếng bản mới năm 2024. Đấy, một đánh một toa một chét anh ạ. Đó là pép cái vào mắt thôi. Loại này vào lưới đéo trèo được nhỉ. Nếu sử dụng đánh con cò thì đánh cái loại 4 túi hợp lý anh ạ. Cúp. Ui thôi đi mẹ mổ phát một chim. Đây còn còn mồi xốp đây anh em. Chơi cầm đôi chục con thì nó hiệu quả hơn. Đây là hơi ít. Đấy. Tắt đi còn gì đấy. Lại bê luôn. Một em. Chắc nán được một con anh ạ. Chiều hôm qua. Cái này ngày nó xuống thì nó cũng theo tiếng à, ngày nó đi là nó cũng theo cái kiểu như là cái con cò mồi đây này. Chết. Ok nha các bác nha. Đấy, lát nữa về tối thì quay cho anh em xem là về thành quả của con cò. Còn đây là cái lưới chuyên cò vạc nhé. Cò mồi xốp thì anh em nào có nhu cầu liên hệ. Đây cò trắng đánh đêm tổng kết anh em được một đôi rẽ te đút chung được te mới cỡ cái sao to kia mà đây cò trắng này. Ôi xưa. Tinh kiểu con này nhiều nơi gọi là con diệc đi là diệc thực xám thực lửa đây con diệc trắng gọi nhiều nơi gọi là cò nghinh cái loại này có hôm đi theo đàn đông ác anh ạ. Mổ người như chảo chớp. Còn bàn đánh đi anh em. Cái thì anh em là cần tư vấn đánh về con cò trắng này thì liên hệ cho em. Bàn đánh cò trắng. Đồng. Con này ác nhỉ, cổ ác ấy. Nhưng mà chắc chỉ được 3-4 nặng con này thôi nhỉ. Đấy, quả trắng đấy nha anh em nhé. Thì anh em cần đồ đánh thì cứ liên hệ. À, giờ thì nó nhiều loại chim di cư về rồi. Ví dụ như là rẽ run này, te vàng, chích chiếc các kiểu. Rẽ đang bắt ra để mang về đi chợ nhỉ. Mệt nhưng mà cũng được. Ok anh em nhé. Các bác cần đồ đánh thì liên hệ với em.